Chiều 13 tháng 10, bác sĩ Vũ Đức Nhân, Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, vào rạng sáng, bệnh viện tiếp nhận 3 người bệnh nhập cấp cứu sau một giải chạy đêm được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 12 tháng 10. Bệnh nhân bao gồm hai nam có độ tuổi lần lượt là 46 và 38, một nữ 19 tuổi. Bác sĩ chẩn đoán 3 người bị ngất do gắng sức. Tại bệnh viện, sau khi được thăm khám và điều trị, cả ba đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định. Các bệnh nhân đang được theo dõi tại khoa cấp cứu. Giải chạy đêm 12 tháng 10 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút gần 6.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Chia sẻ với phóng viên trước đó, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, giảng viên cao cấp bộ môn tim mạch Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đã phân tích một số người bên ngoài trông rất khỏe mạnh nhưng có thể hệ tim mạch đang có vấn đề tiềm ẩn chưa phát hiện ra như hội chứng WBG, bệnh cơ tim phì đại. Chỉ đến khi gắng sức, nhịp tim đập nhanh hơn nhưng bệnh này mới xuất hiện, gây ngừng tim đột ngột. Chuyên gia khẳng định việc chạy bộ đúng cách có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe của nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy vậy, mọi người không nên chạy gắng sức. Những người có bệnh lý nền như tim mạch, cao huyết áp không nên chạy bộ, chỉ nên đi bộ. Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Tiến Lộc, giảng viên bộ môn ngoại khoa y Đại học Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh điều nguy hiểm nhất các vận động viên phải đối mặt khi chạy bộ là tình trạng mất nước, điện giải. Khi chạy đường dài hoặc mới bắt đầu chạy, cơ thể sẽ bị mất một lượng điện giải nhất định qua mồ hôi. Nếu không bổ sung kịp thời loại điện giải bị hao hụt, người tập luyện sẽ phải đối diện với những nguy cơ về sức khỏe, bác sĩ Lộc chia sẻ. Các bác sĩ khuyến cáo khi mọi người tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, lưu ý nên tập luyện nhẹ nhàng rồi tăng dần với cường độ từ từ, không nên làm quá sức ngay một lúc, sẽ rất dễ đi vào cơ vân. Khi có triệu chứng các tiêu cơ vân như quá mệt mỏi quá sức, không giơ tay chân được và đặc biệt là đi tiểu, nước có màu sẫm, giống màu giá xịn, nên đến các cơ quan y tế để kiểm tra và xử trí kịp thời. Đồng quan điểm trên, thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thanh Kiều, trưởng khoa nội tim mạch, Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, các trường hợp nhập viện hay tử vong trên đường chạy bộ nói riêng và chơi thể thao nói chung đa phần liên quan đến vấn đề về tim mạch. Chuyên gia này đã dẫn chứng khoảng 80% các trường hợp đột tử khi chơi thể thao là người có bệnh lý tim mạch trước đó. Có những người đã biết trước bệnh lý tim mạch nhưng chủ quan nghĩ là nhẹ. Có những người có bệnh lý nhưng chưa phát hiện vì không đi khám hoặc khám nhưng không đúng chuyên khoa, không được phát hiện. Cụ thể, khi chạy bộ, nhịp tim thay đổi, đập nhanh hơn, nếu không kiểm soát tốt sẽ khiến nhịp tim, huyết áp tăng nhanh, xuất hiện các cơn thiếu máu lên não. Có thể sau vài phút, người bệnh sẽ trở lại trạng thái bình thường, nhưng đây chính là dấu hiệu dự báo cơn đột quỵ, nguy hiểm sắp xảy ra. Một số hội chứng hay bệnh lý dễ gây ngừng tim khi gắng sức, ví dụ như hội chứng Brugada, hội chứng WBG, bệnh cơ tim phì đại. Những người bị hội chứng đó có thể không hề có yếu tố khởi phát, nhưng tự nhiên xuất hiện rối loạn nhịp tim, tim đập rất nhanh, bình thường tim đập 70 đến 80 lần trên một phút, nhưng khi rối loạn, nhịp tim tăng lên 300 đến 400 lần trên một phút, gây tụt huyết áp, ngất xỉu và có thể ngừng tim ngay sau đó. Bên cạnh đó, hẹp, nghẽn động mạch vành, rách động mạch chủ cũng là các bệnh lý vô cùng nguy hiểm với người chạy bộ. Ngoài ra, với các trường hợp chạy đường dài, vận động viên có thể phải đối mặt với các tình trạng nguy hiểm khác như hạ đường huyết do mất năng lượng quá nhiều, không được bù kịp, đặc biệt việc thiếu đường cấp cho não và tim có thể dẫn tới tình trạng chóng mặt và nặng nề hơn là đột quỵ. Cường giao cảm gây co mạch dẫn tới co thắt mạch não, từ đó gây tăng huyết áp có thể dẫn đến đột quỵ. Co thắt mạch vành tim dẫn tới thiếu máu cơ tim, gây nhồi máu cơ tim. Tình trạng này thường xảy ra khi thiếu oxy, tổ chức tim và não, thiếu oxy não, thiếu oxy cơ tim do hệ thống hô hấp không bù kịp, gây quá tải, trường hợp nặng dần, dẫn đến chấn thương cơ, xương và khớp. Những người chơi thể thao, đam mê thể thao là những người có sức khỏe tốt, những người năng động về thể lực. Thông thường là tốt, nhưng mà tại sao vấn đề đột tử lại thường xảy ra ở những người chơi thể thao với cái cường độ mạnh? Nguyên nhân nào dẫn đến đột tử và làm thế nào chúng ta có thể phòng ngừa được đột tử trong lúc mà mình bắt đầu chơi thể thao hoặc là tham gia một môn thể thao thi đấu? Đột tử trong lúc mà đang chơi thể thao thì chúng ta thấy
Nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là cái độ tuổi của người chơi, thứ hai là cái loại hình thể thao tham gia, và cái thứ ba là có cái bệnh lý nền gì đi kèm hay không. Đối với những người mà lớn tuổi, ví dụ như từ 35 tuổi trở lên mà có đục tử trong lúc chơi thể thao, thì người ta thấy phần lớn có liên quan đến cái bệnh mạch vành do xơ vữa. Còn đối với những vận động viên trẻ tuổi hơn, những người trẻ hơn, thì phần lớn đột tử là có liên quan đến các cái bệnh di truyền và cấu trúc ở tim. Các cái nguyên nhân về tim mạch có thể đưa đến đột tử đó là những người có bị rối loạn nhịp di truyền, ví dụ như lập lớp nhĩ thất, bệnh nhân có bệnh cơ tim, ví dụ như bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn nở, những người có cái bệnh lý van tim, ví dụ như là hẹp van động mạch chủ, hoặc là một số cái bệnh lý về rối loạn nhịp di truyền, ví dụ như là hội chứng Brugada, có hội chứng QT dài, QT ngắn, hoặc là cái hội chứng kích thích sớm. Đó là cái những cái nguyên nhân mà đưa đến bệnh nhân dễ bị loạn nhịp khi mà gắng sức quá mức, dẫn đến là ngưng tim trong lúc đang chơi thể thao hoặc là trong lúc tập luyện. Ngoài ra, người ta thấy là nếu mà mình chơi thể thao mà bắt đầu chơi với cái cường độ mạnh ngay từ đầu, thì những cái người mà dễ bị đột tử đó là những người trước giờ ít có vận động, ít có chơi, ít có tập luyện. Khi mà mình khởi đầu mình tập luyện với cái cường độ mạnh hoặc là quá mức thì cũng là một cái yếu tố để khởi phát trên cái cơ địa mà mình có cái bệnh tim mạch tiềm ẩn mà mình không biết trước đó. Người trẻ hoặc là những người mà muốn tham gia bắt đầu chơi một môn thể thao để giải trí hoặc là một môn thể thao thi đấu, thì chúng ta nên khám tầm soát bệnh lý tim mạch, bệnh lý mạch máu não để làm sao đảm bảo cho mình an toàn khi mà chơi thể thao hoặc là tập luyện. Thì cái phương pháp tầm soát thì nó cũng đơn giản là chúng ta đến khám với bác sĩ, thì bác sĩ sẽ hỏi về cái tiền sử gia đình, tiền sử bản thân, khám lâm sàng nghe tim, đo huyết áp và bắt mạch. Sau đó thì chúng ta cần đo điện tâm đồ và siêu âm tim. Thì nếu có bất thường ở tim thì chúng ta sẽ làm tiếp những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn để tìm ra, chẩn đoán ra những cái bệnh lý nền mà trước đây mình có mà mình không biết được. Bác sĩ khuyến cáo tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe là rất tốt. Tuy nhiên cần lưu ý trước bất cứ hoạt động thể dục thể thao nào, mỗi người cần dành thời gian khởi động làm nóng cơ thể để cơ thể có thời gian thích nghi với hoạt động gắng sức. Bên cạnh đó, trong quá trình vận động, cần đặc biệt lưu ý đến các tín hiệu cảnh báo của cơ thể. Trước khi tập bất kỳ môn thể thao nào, người dân đều phải kiểm tra thể lực. Chúng ta có thể đến gặp bác sĩ để tư vấn, phải khám sàng lọc xem có bệnh lý gì tiềm tàng hay không, như bệnh tim, phổi hoặc gia đình có tiền sử về tim phổi, huyết áp, cơ xương khớp hay không.